Cảm ơn quý vị. Với nhà cổ âm thanh sáng vô tứ, vô tứ đấy của quý vị. Một đôi loa mang thương hiệu Koda Audio. Koda là một thương hiệu rất nổi tiếng đến từ Đức. Đây là cái căng của nó. Con này là bass 20 anh em nhé. Rất là độc đáo luôn. Koda này, 8 ohm này, công suất 220W trung bình này, 880W hết cỡ này, cân nặng 9,5kg. Gemini, Hanover Gemini, đại giác nguyên trích. Sơn sần thùng gỗ. Và con này nó này, tép nó này rất là đặc biệt, niền với vỏ luôn, không biết tháo ở đây là bát đó, bát khủng không, bát xịn, bát phê, từ trắng xịn. Đấy. Rất lạ luôn. Ra loa này, đằng trong keo này, đấy, xịn xò, được tí nó xịn thế, xương đúc, phần tần nó lắc còn khiếp không? Xoay phần tần, phần tần toàn đồ xịn này, đây là chạm và chỉnh trọng xoay các bác xem. Củ lá chắc không biết là như thế nào nữa. Mình đưa điện thoại vào trong mình soi. Đấy, à, củ lá chắc này này. Mà nó làm cái phễu này bằng ấy này. Bằng gỗ liền luôn các bác, mà không biết bắt kiểu gì luôn. Đấy. Bông xịn ấy. Bông vải tiêu âm này còn bọc này. Bông cả bên trong bên đã bên ngoài. Loa xịn, hai lỗ thông hơi, đây Koda Audio, Koda thương hiệu nổi tiếng. Có bác là nhìn kết quá, có chắc mà tháo ra nữa nhìn phê luôn. Trời cháu, anh em muốn nhu cầu liên hệ Du Tứ nha, 0974682663 nha, có 2 cặp thôi. Còn này cô 51 này. Xịn, cái dây loa có chấu xịn này. À, Koda Audio. Mã số Germany này, Đức. Tem. Cô này thì cực chất à. Các bác có nhu cầu gọi 0974 683 633. Sư Tứ Music Audio. Chào hẹn gặp lại các bác nhé.